Trong cuốn sách này, bằng việc đã quan sát và phân tích rất nhiều những cái cuộc hội thoại thực tế của người Nhật thì mình đã lên được một danh sách những mẫu ngữ pháp mà có tần suất sử dụng nhiều. Và thực ra thì trong cuốn sách này mình cũng đã lưu lại nó ở phần cuối của cuốn sách là phần phụ lục. Tuy nhiên thì sợ rằng là sẽ có thể có nhiều bạn hay dễ bị bỏ lỡ nó. Thế nên là mình sẽ tổng hợp nó lại thông qua series 35 mẫu ngữ pháp đặc biệt rất tiện dụng trong giao tiếp tiếng Nhật hàng ngày nhé. Rồi, đây là một mẫu ngữ pháp mà chúng ta đã học từ bài 26 Mina đúng không? Nhưng mà mình tin rằng có rất là nhiều bạn đến bây giờ vẫn chỉ dùng nó kiểu như là một thói quen thông thường mà không hiểu chính xác ý nghĩa sử dụng của nó là gì. Vậy thì hôm nay hãy cùng với mình tê chắc cự lại cái cách sử dụng chính xác của nó là gì nhá. Trước tiên là về cách kết hợp thì mình sẽ để trên màn hình cho các bạn, đó là thể thường cộng với undes hoặc là nodes. Và một lưu ý nhỏ đó là undes thì sẽ thường dùng nhiều trong văn nói, còn nodes thì sẽ dùng nhiều trong văn, đặc biệt là văn viết chẳng hạn nhá. Còn về cách sử dụng, các bạn hãy nhìn cho mình chia ra thành 5 cách sử dụng với 5 ý nghĩa. Cách sử dụng đầu tiên đó là sẽ được dùng ở trong những câu mà khi mà lần đầu nói về, lần đầu bộc bạch về những cái thông tin cá nhân như là sở thích, suy nghĩ hay là những cái dự định. Và các bạn để ý trong cách dùng này nhá. Đặc biệt nó hay dùng trong những cái câu mà có cái từ đầu tiên mở ngoặc là gì nhỉ? 実は, thật ra là. Yamada-san, 来月結婚するんです. Các bạn nghe câu này nghĩa là gì nhỉ? Này Yamada ơi, tháng sau tớ lấy chồng rồi này. Đó nhá, thì khi mà mình nói về cái dự định cá nhân của mình với người khác, lần đầu tiên mình chia sẻ cái thông tin này. Hoặc là một cuộc hội thoại nhá, ví dụ một bạn hỏi rằng là gì nhỉ? Nè, Namu-san, saikin isogashii desu ne. Và bạn này bạn trả lời bạn sẽ dùng là undes nhá, là gì nhỉ? Hai, jitsuwa daishiu Tokyo ni ikun desu. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là lần đầu mình nói về những cái thông tin cá nhân nhá. Cách sử dụng số 2 vẫn là undes và nó sẽ dùng ở trong những câu mà để giải thích về lý do, về hoàn cảnh của bản thân, hoặc là rất là được hay để sử dụng trong những cái câu mà chúng ta giải thích về lý do để từ chối lời mời mọi người nhé. Ví dụ như là khi mà mình nhìn thấy ai có sắc mặt không tốt và mình hỏi thăm người ta là Nè, daijoubu desu ka? Thì người ta sẽ trả lời rằng là gì nhỉ? Kinou kara atama ga itai desu. Đó, tức là từ hôm qua tôi đang đau đầu đúng không? Tức là đang nói về cái nguyên nhân vì sao tôi lại gì nhỉ? Vì sao tôi lại mặt kém sắc như vậy đúng không? Giải thích về cái hoàn cảnh, cái lý do, cái nguyên nhân nào đó. Hoặc là bây giờ khi mà mình rủ ai đó đi hát karaoke nhá. Issho ni karaoke ni ikimasen ka? Thì người ta nếu mà người ta không đi được, người ta sẽ dùng cái undes để từ chối cái lời mời của mình này. Sumimasen, kyou wa chotto jikan ga nai desu. Đó, 時間がないんです, nhá. Đó thì là từ chối lời mời, cách sử dụng số 2 nhá. Cách sử dụng số 3 thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thường dùng nguyên trong một cái cách nói là gì nhỉ? Nani nani undesu ga luôn nhá. Và nằm ở giữa câu như vậy. Thì đây là một cách nói mà mang tính chất là mà mào đầu khi mà chúng ta trình bày về một cái điều gì đó để bắt đầu cho một cái câu là xin phép làm điều gì đó hay hỏi ai về điều gì đó hoặc là mời ai làm cái gì đó. Ví dụ như khi mình muốn hỏi giáo viên một câu hỏi thì mình có thể mở đầu bằng cách nói là Sensei, 質問があるんですが. Ne, arun desu ga, ojikan yoroshii desu ka? Đó. Hoặc ví dụ khi mà mình muốn mời rủ một đứa bạn đi xem gì ta? Xem concert nhá. Thì mình có thể nói là gì nhỉ? Concert no chiketo ga 2枚 arun dakedo, issho ni ikanai? Thì câu này các bạn để cho mình có một cái lưu ý nhỏ, đó là gì nhỉ? Khi mà trong trường hợp là với bạn bè thì mình sẽ không dùng là desu ga thân thiết ấy, thì mình dùng thể thường thôi, đó là gì nhỉ? Dakedo cũng được nhá. 2枚 arun dakedo, issho ni ikanai? Ok, đó là cách sử dụng số 3. Tiếp theo thì cách sử dụng số 4, số 5 thì mình sẽ đặt nó trong luôn những cái câu hỏi là undesu ka? Thì cái cách sử dụng đầu tiên với undesu ka đó là cách sử dụng đầu tiên của undesu ka thì nó sẽ thường dùng trong những cái câu hỏi mà chúng ta hỏi về những thông tin chi tiết của đối phương này, hay là để xác nhận lại những cái thông tin mà mình đang phán đoán xem liệu nó có đúng hay không. Và các bạn để ý nhá, cái cách nói này rất là hay được sử dụng đối với những cái người mà chúng ta lần đầu gặp mặt chẳng hạn. Thì có những cái câu hỏi với những cái người lần đầu gặp mặt chúng ta sẽ có thể hỏi như là Nihon ni wa dore kurai irun desu ka? Anh chị đã ở Nhật được bao nhiêu lâu rồi? Hay là Doko de Nihongo benkyou shitan desu ka? Anh chị học tiếng Nhật ở đâu vậy ạ? Tuy nhiên thì có một cái lưu ý nhỏ, đó là trong những cái lần mà mình gặp nhau lần đầu như thế thì với những cái câu hỏi mà hỏi thông tin đại khái như vừa nãy thì ok, dùng desu ka không sao. Nhưng mà còn với những cái câu hỏi mà hỏi về những cái gọi là cái sở thích, những cái vấn đề riêng tư cá nhân ấy mà chúng ta cứ dùng desu ka thì nó sẽ dễ gây cho cái đối phương có cái cảm giác rằng là như kiểu mình đang hơi vặn vẹo, hơi kiểu như là căn vặn người ta ấy. Ví dụ những cái câu như sau này.
Yamada-san wa amai mono ga suki nan desu ka? Thì mình sẽ không nói như vậy nhá. Các bạn với những cái câu mà hỏi về sở thích cá nhân rất là riêng tư như vậy thì các bạn cứ nói bình thường là gì nhá. Yamada-san wa amai mono ga suki desu ka? Là được rồi nhá. Đó là cách sử dụng số 4 của trong cái câu là desu ka nhá. Và cách sử dụng cuối cùng cũng là cách sử dụng còn lại của desu ka, đó là sẽ dùng ở trong những cái câu mà mình để xác nhận những cái thông tin, những cái hình ảnh, những cái sự vật mà đang hiện ra ngay trước mắt mình, hoặc là để xác nhận xem cái thông tin mà chúng ta đang nói đến nó có đúng hay không. Ví dụ này, khi mà mình nhìn thấy đứa bạn đang đặt vé máy bay chẳng hạn, mình có thể hỏi câu là gì nhỉ? Doko e ikun desu ka? Đó, cậu đi đâu vậy, đúng không? Nhìn thấy bạn đặt vé máy bay, mình xác nhận hỏi thêm thông tin là gì nhỉ? Bạn đi đâu vậy? Đó nhá. Hay là bây giờ mình đi uống cà phê, bạn bè mình lỡ gọi cà phê cho bạn rồi chẳng hạn. Đó thì không thấy bạn uống cà phê mấy chẳng hạn thì mình có thể hỏi câu là gì nhỉ? Coffee ga nigate nan desu ka? Cậu không uống được cà phê à? Đó thì cũng là một cái cách để mình xác nhận lại cái thông tin đang hiện ra ngay trước mắt mình nhá. Thì đó là 5 cách sử dụng của des hoặc là no des ở trong những cái hội thoại giao tiếp hàng ngày. Các bạn từ giờ đã tự tin hơn rồi nhá với cách sử dụng của des. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết 5 cách sử dụng của des trong cuộc sống hàng ngày. Mình chia ra rất là kỹ như vậy thì hy vọng là các bạn sẽ thấy tự tin hơn rồi nhá. Và bây giờ mình sẽ đặt ra một câu hỏi và các bạn sẽ comment xuống bên dưới cho mình nhá. Đó là khi sử dụng des và trong cái câu mà des ka thì có một cái lưu ý quan trọng gì mà mình đã giảng ở trong bài nhỉ? Nếu mà chưa nhớ thì hãy xem lại clip, còn nhớ rồi thì hãy comment xuống bên dưới nhá. Sự nhỏ thêm t này thì đây là một cái cách nói mà các bạn thấy là người Nhật dùng rất nhiều, và đây cũng chính là một cái ngữ pháp rất là điển hình của N3. Thì cụ thể nó sẽ gồm 3 cách sử dụng. Cách sử dụng đầu tiên đó là nó sẽ thường đứng sau chủ đề của câu văn. Thường là chúng ta sẽ hiểu là nó sẽ thay thế cho wa. Thì ví dụ như sau này. Hà san tte hontou ni nihongo ga jōzu desu yo ne. Ôi Hà ơi, tiếng Nhật của em giỏi thật đấy nhở. Đó thì nó sẽ thay cho wa nhé mọi người nhé. Hà san wa hontou ni nihongo ga jōzu desu ne. Thì mình sẽ thay cho cái từ wa đấy nhé. Hà san tte. Ok, ha sang te. Ok, nhỏ nhỏ một cái như vậy. Hay là trong một cái cuộc hội thoại khi mà chúng ta nói về cái chuyện gì đấy mà bây giờ mình cảm thấy hơi bất ngờ đúng không? He, sonna koto te arun desu ne. Yononaka te semai desu ne. Câu này nghĩa gì nhỉ? Có chuyện như vậy luôn nhỉ? Trái đất sao mà nhỏ thế nhỉ? Đấy, thì các bạn để cho mình nhá, cái cách sử dụng đầu tiên là thay cho wa và đứng sau cái chủ thể của câu văn. Cách sử dụng số 2 đó là nó sẽ thay cho to ở trong những cái câu mà đi với gì nhỉ? To omoimasu, to imasu, to kaite arimasu, vân vân nhá. Cứ thay cho to thì là mệnh đề ngắn cộng với to như vậy. Mình sẽ lấy ví dụ như là trong một cái đoạn hội thoại dài đúng không? Để các bạn sẽ cảm thấy rằng là nó có tính ứng dụng cao như thế nào nhá. Ví dụ là gì nhỉ? Ma demo natsu ga kitara hayaku fuyu ni naranai kana tte omou n desu yo ne. Câu này các bạn hiểu là gì nhỉ? Thế nhưng mà khi mà đến mùa hè đúng không? Chúng ta lại cảm thấy tiếc nuối về mùa đông và chúng ta sẽ nghĩ rằng là gì nhỉ? Ôi sao mà mùa đông không đến nhanh đi chẳng hạn? Đó nhá. Thì các bạn thấy nhá. Te omou desu yo ne. Đó thì nó sẽ thay cho to omoimasu ne. Và cách sử dụng cuối cùng đó là thể thông thường cộng với sự nhỏ t nhá. Thì đây là một cách nói mà nó sẽ thường dùng ở trong những cái câu mà trích dẫn lại một cái thông tin mà chúng ta nghe được từ người khác, hoặc là trích dẫn lại một cái câu nói của người khác. Và chúng ta sẽ dịch là nghe nói là, thấy bảo là nhá. Ví dụ như sau nhá. Okagesama de byouin ni tsurete itta no ga hayakatta kara shujutsu shinakute mo ii tte. Các bạn thấy chưa? Cái câu này nó t cuối cùng thôi. Các bạn nghe là cái gì nhỉ? Ví dụ đây, có ai đang hỏi thăm, ví dụ bố mình hôm trước nghe nói đi bệnh viện chẳng hạn đúng không? Thì mình sẽ bảo rằng là gì nhỉ? Người ta hỏi là có sao không? Thì mình sẽ trả lời okagesama de, rất là may ơn rồi đúng không? Thì làm sao đấy? Byouin ni tsurete itta no ga hayakatta kara, vì tôi đã đưa bố tôi đi viện sớm, thế nên là người ta bảo rằng là đúng nào? Shujutsu shinakute mo ii tte, đúng không? Thì mình sẽ hiểu là trích dẫn lại lời của bác sĩ chẳng hạn nhá. Hai, thì đó là 3 cách sử dụng của sự nhỏ t trong giao tiếp rất rất hay gặp các bạn. Nhớ mang ra sử dụng nhá. Tiếp theo đó là tara. Ok, và tara trong giao tiếp chúng ta sẽ thường gặp với 3 cách sử dụng. Cách sử dụng đầu tiên đó là chúng ta hiểu đơn giản là thể quá khứ với ra, nên là tara. Thì nó mang ý nghĩa là nếu ở đây là nếu trong một cái trường hợp chúng ta giả định một cái điều kiện gì đó nhá. Amari netsu ga takakatta ra byouin ni itta hou ga ii kamoshiremasen yo. Đây một cái câu đưa ra lời khuyên đúng không? Amari netsu ga takakatta ra,
Ok, nếu như mà sốt cao quá, chỗ amari này để nhấn mạnh về mức độ mọi người nhá, thì anh nên đi viện thì tốt hơn đấy. Hay là Goyoshi wa muri wa shinai de taicho aruku natta ra sugu yasunde ne. Ừ, là gì nhỉ? Ở những cái ngày như thế này thì đừng có cố quá mà làm sao? Nếu như mà sức khỏe mà không tốt đúng không nào? Taicho aruku natta ra thì hãy nghỉ ngay đi nhé. Thì đó là cách sử dụng đầu tiên của tara trong trường hợp là đưa ra cái điều kiện giả định nào đó. Tiếp theo sẽ là cách sử dụng ve tara và đằng sau nó sẽ luôn luôn đi với một cái thể câu là chia ở dạng quá khứ mọi người nhá. Thì cái câu này nó sẽ có ý nghĩa là gì nhỉ? Khi mà mình làm cái hành động trước tara đấy thì đằng sau mình nhận ra được một cái thông tin nào đó hay là một cái sự việc nào đó nó đã xảy ra rồi nha. Ví dụ như là trong một cái câu chuyện mà mình kể cho người bạn, chị bạn của mình rằng hôm trước mình mới mất cái cặp đi chẳng hạn, thì sẽ có một cái câu ví dụ kiểu như này này. その時はもうダメだと思ったんですけど 駅員さんに事情を話したらカバンを見つけてくれたんですよ. Ờ, là gì nhở? À, khi mà mình nói chuyện với cả gì nhở, nhân viên nhà ga về cái sự tình của mình đó, thì gì nhở, thì có một cái sự việc đã xảy ra, có một cái điều mà mình đã hiểu ra được là gì nhở? À, là họ đã tìm thấy cho mình cái gì nhở, cái cặp rồi đó nhá. Hay là bây giờ mình nói chuyện với một đứa bạn đúng không, mình hỏi nó là nó quê ở đâu chẳng hạn, thì hỏi ra thì mới biết rằng là ồ, hóa ra là chúng mình là cùng quê chẳng hạn, thì sẽ nói là gì nhở? À, shushin o kiitara, được chưa nào? Shushin o kiitara watashi to onaji machi dattan desu ne. Ừ, khi mà hỏi ra thì hóa ra là gì nhở? Là cùng quê. Đó, thì cái đằng sau nó sẽ luôn luôn là chiều thể quá khứ như vậy mọi người nhá. Và cách sử dụng cuối cùng đó là tara cộng với do desu ka. Ừ, hoặc là nếu mà trong trường hợp mà nói kiểu ngắn sẽ là tara desu ne, thì mình nói lên ở cuối câu thôi. Thì đây là một cái cách thường dùng để chúng ta đưa ra lời khuyên hay đưa ra một cái phương án, một cái đề xuất gì đó cho đối phương. Ví dụ này, 店長に時間を減らしてもらえるかどうか聞いてみたら. Hoặc là 聞いてみたらどうですか? Ừ, thì sẽ là gì nhỉ? Hay là cậu thử hỏi với cả ai, với cả ông chủ xem là liệu có thể giảm giờ làm được không chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn thấy nhá, 聞いてみたら, ừ, mình đọc lên ở cuối câu đúng không? Hoặc là 聞いてみたらどうですか? Đúng không? Cậu thử hỏi xem sao. Thì đó là ba cách sử dụng rất rất thường gặp của tara mọi người nhá. Các bạn đã kịp memo vào chưa? Ừ, rồi chúng ta đi tiếp nhá. Temiru thì có nghĩa là thử làm cái gì đó. Thì cái cách nói này cũng được dùng rất là nhiều trong giao tiếp mọi người nhá. Cái đuôi câu các bạn có thể biến đổi tùy ý nhá. Ví dụ như kiểu như này này. À, ryori kyoshitsu ni kayotte mitai desu ne. Là gì nhỉ? Mình muốn thử đi đến lớp học gì đấy, lớp học nấu ăn xem sao. Hoặc là okasan ni dochi ga ii ka kiite miru ne. Là gì nhỉ? Ừ, để tớ thử hỏi nhá, thử hỏi mẹ xem là cái nào sẽ ok hơn nhá. Đó, kiite miru ne. Ok, hay thì đó là ngữ pháp tiếp theo rất là được hay dùng trong giao tiếp. Tiếp theo là mẫu ngữ pháp liên quan đến si. Thì về cách kết hợp các bạn nhìn cho mình ở trên màn hình nhá. À, với cái mẫu si này thì các bạn sẽ có thể dùng trong hai cách sử dụng. Cách sử dụng đầu tiên thường dùng đó là nó sẽ dùng để liệt kê những cái tính chất giống nhau nhá. Ví dụ như là ここは静かだし便利でいいですよ. Ở đây thì gì đấy, vừa yên tĩnh lại còn rất là tiện lợi, thì rất là ok đấy. Mình liệt kê những cái tính chất của nó nhá, yên tĩnh này, tiện lợi này, hay là gì nhỉ? そういえば頭も痛いし体がだるい感じがします。Là gì nhỉ? Là そういえば, ừ, nói mới nhớ đúng không? Chị nói thì em mới nhớ rằng là em mới thấy rằng là gì nhỉ? Đầu em là cũng rất là đau này, cả cơ thể của em nó cũng rất là mỏi mệt này. Đấy, mình cùng liệt kê những cái biểu hiện về sức khỏe đúng không? Tính chất nó giống nhau như vậy nhá. Ừ, thì đấy cách sử dụng đầu tiên của chị. Thế còn nghĩa số 2 đó là nó sẽ dùng trong những cái câu mà đưa ra lý do cực kỳ dùng nhiều trong hội thoại hàng ngày mọi người nhá. Ví dụ trong một cái câu mà khuyên là nên đến Việt Nam vào tháng 2 chẳng hạn đúng không? Vietnam ni iku nara nigatsu goro ga ii to omoimasu yo. Mà mình sẽ đưa ra cái lý do là gì đấy? Sonna ni mada atsuku nai desu shi. Đó thì là bởi vì là cũng chưa nóng đến mức đó mà, thế nên là hãy đi đến Việt Nam nhé. Đó, sonna ni mada atsuku nai desu shi. Đó là đưa ra cái lý do như vậy mọi người nhá. Và số 6 sẽ là một cái đuôi câu mà cũng rất là nhỏ thôi, đó là đuôi câu kana. Các bạn đã nghe cái đuôi câu này bao giờ chưa? Ví dụ như là vừa nãy mình đưa ra lời khuyên là tháng 2 thì đi Việt Nam nhá. Thế thì xong rồi mình nghe cái câu đấy mình trả lời gì nhỉ? Ja, nigatsu Vietnam ni ikou kana. Thế thì hay là tháng 2 mình đi thử Việt Nam xem sao nhỉ?
Hay là một cái câu khác như là gì đấy? Chotto sagashite miyou kana là gì nhỉ? Ừ, hay là mình thử tìm hiểu xem sao nhỉ? Thế thì các bạn thấy là cái kana này nó sẽ thường dùng trong những cái đuôi câu đứng trước nó là động từ chia thể ý chí này, hoặc là thể thông thường nữa. Lúc này nó sẽ thể hiện cái suy nghĩ là mình sẽ dự định làm cái gì đó nhá. Nhưng mà thường sẽ là tự nói với bản thân mình nhiều hơn. Được chưa nào? Thì cái đuôi câu kana cũng là một cái đuôi câu rất là hay. Các bạn thử áp dụng trong những cái nghĩa như vậy nhá. Tiếp theo, mẫu ngữ pháp số 7 đó là Veteshimau. Cái này mình học rất là nhiều từ hồi N4 rồi đúng không nào? Và các bạn thấy không? Nếu mà chúng ta bên Nhật mình sẽ nghe người Nhật nói rất là nhiều thì mình có thể dịch cái chỗ này sẽ là gì nhỉ? Lỡ thế nào đó mất. Và nó sẽ hơi mang cái nghĩa là thể hiện cái niềm nuối tiếc hối hận nào đó mọi người nhá. Chúng ta sẽ có ví dụ như là gì nhỉ? Saikin yoru iroiro to kangaete shimatte nakanaka nemurenakute. Nghĩa là gì nhỉ? Là dạo gần đây tớ vào buổi tối thì tớ suy nghĩ hơi bị nhiều, thế nên là mãi mà không ngủ được, đúng không? Tức là gì đây? Là một cái điều mà mình không mong muốn, nhưng mà mình lỡ làm nó mất nhá. Kangaete shimatte. Hoặc là một ví dụ khác nhá. Jitsu wa ie no kagi o nakushite shimattan desu yo. Là gì nhỉ? Là chuyện là tớ làm mất cái gì đấy, cái chìa khóa nhà. Đó. Thì với cái ngữ pháp này nếu mà ra ngoài thực tế các bạn sẽ có thể không gặp teshimau nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ gặp một cái cách nói gọi là biến âm sang kiểu kaiwa của nó là chau hoặc là jau. Mọi người đã nghe bao giờ chưa nhỉ? Thì cái cách chia của nó sẽ là gì nhỉ? Bình thường là veteshimau sẽ là vechau. Còn cái từ nào mà chúng ta chia thành là deshimau sẽ là gì nhỉ? Vechau. Ví dụ như là nondeshimau, nonjau. OK chưa? Ví dụ như là mà konnani atsui to sugu nechūshō ni nachaimasu yo ne. Các bạn biết từ nechūshō là gì không? Là cái bệnh gọi là bị sốc nhiệt khi mà trời nóng quá mọi người, thì mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Ôi trời ơi, trời mà nóng như thế này thì dễ bị sốc nhiệt lắm nhỉ, đúng không nào? Đó thì là nechūshō ni nachaimasu yo ne. Natte shimau là nachau. OK chưa nào? Tiếp theo là ngữ pháp số 8 nhá. Đó là node. Đây là cách nói để chúng ta đưa ra những cái lý do, được chưa nào? Và rất là quen thuộc rồi. Ví dụ như là mo sugu nihongo no shiken ga aru node ima ganbatte masu. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Là bây giờ tôi đang cố gắng bởi vì sắp có kỳ thi tiếng Nhật chẳng hạn nhá. Hoặc là một ví dụ khác như mình, bây giờ các bạn thấy mình đang rất là béo đúng không? Thì hôm trước thầy Dũng vừa mua cho mình một cái gọi là thuốc giảm cân ở bên Nhật về, nhưng mà kusuri wa anmari nomitaku nai node jikan o mitsukete undo suru you ni shite mimasu. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Là vì mình không thích uống thuốc lắm đúng không? Vì mình không thích uống thuốc lắm, thế nên là mình đang cố gắng tìm kiếm thời gian để mà có thể gì nhỉ? Vận động để cho nó giảm cân đấy mọi người. Đó nhá. Thì đây là một cái ngữ pháp rất là hay, và cái cách dùng mà để nói về cái những cái lý do đưa đến cái quyết định, những cái hành động của bản thân ấy, chúng ta dùng node rất là hữu ích nhá mọi người nhá. Số 9 đó là ngữ pháp nara. Chúng ta dịch là gì nhỉ? Nếu thì thế nào đó. Và đặc biệt cái nếu này ấy, nó sẽ rất là hay thường dùng trong những cái câu mà chúng ta đưa ra đề nghị, đưa ra lời khuyên cho đối phương. Ví dụ như sau này. Vietnam ni iku nara 2月 goro ga ii to omoimasu yo. Mada sonna ni atsuku nai desu shi. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Nếu mà là cậu đi Việt Nam á, Vietnam ni iku nara desu ne, thì tôi nghĩ rằng là gì nhỉ? 2月 goro ga là tầm tháng 2 thì sẽ rất là ok đấy. Lúc ấy nó vẫn chưa nóng lắm đúng không? Tháng 2 ok không nhỉ? Hay là 9月? 9月 nó không gái ý cả nát. Ok chưa nào? Đó thì các bạn nhớ nhá, cái nara dùng cho những câu mà đưa ra đề nghị, lời khuyên như vậy. Thêm một ví dụ nữa nhá. Nihongo no gakko nara zonmori toka yume desu yo ne. Câu này là gì nhỉ? Là nếu như mà là gì nhỉ? Là một cái gọi là về những cái trường học mà tiếng Nhật chẳng hạn đúng không? Thì ví dụ như là Dũng Mori thì cũng nổi tiếng lắm đấy nhá. Zonmori toka yume desu yo ne. OK, hay, thì đó là ngữ pháp nara. Các bạn nhớ mang ra dùng khi mà muốn đưa ra lời khuyên cho đối phương nhé. Ngữ pháp số 10 đó là đuôi câu no ni. Các bạn ơi, ở trong N4 chúng ta đã từng học về no ni, đó là gì nhỉ? Thể hiện cái ví dụ như là cái đũa này thì dùng để ăn cơm chẳng hạn đúng không? Hay là no ni chúng ta ở trong những cái câu mà mặc dù thế nào đó, thế nhưng mà thế nào đó. Nhưng mà nó sẽ đứng ở giữa câu. Thế còn bây giờ cái mà mình đang muốn chia sẻ với mọi người đó là nồ nhị, nó đứng ở cuối câu thì nó sẽ có hai sắc thái nghĩa, hai sắc thái sử dụng như sau. Cái sử dụng đầu tiên đó là nồ nhị ở cuối câu, và nó sẽ thể hiện một cái chút cái cảm giác day dứt của người nói, đúng không? Mình vẫn dịch là vậy mà, các bạn nghe thử trong câu như này nhá. Mình nhờ cái chị gì đó làm đúng không? Thế chị bảo ok, thế mình là sumimasen no isogashi no ni. Rất là xin lỗi chị đúng không? Mặc dù chị đang bận thế mà. Tức là một chút cái cảm xúc hơi day dứt của mình ở trong này nhá. Đó là cái nghĩa đầu tiên này.
Cái nghĩa số 2 thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ rất hay dùng ở trong những cái câu các bạn nhìn nhá. Đó là gì nhỉ? Vetarai no ni, hoặc là tính từ cộng với chia ở thể quá khứ cộng với ra, cộng với i no ni. Thì đây là mấy câu mà nó sẽ thể hiện mình sẽ dịch là gì nhỉ? Ước gì hoặc là giá mà. Đó, giá mà thế nào đó thì thật là tốt, đúng không? Trên thực tế nó không được như vậy, thế nên là mình mới ước như vậy nhá. Ví dụ như là chúng mình ở bên Nhật thì rất là thích ăn hoa quả, đúng không nào? Đó, nhưng mà hoa quả ở Nhật đắt quá, thế mình có thể có một câu là gì nhỉ? À, Nihon no kudamono mo sono kurai yasukatta ra ii no ni. Là gì đấy? Ôi, giá mà hoa quả của Nhật Bản cũng rẻ như thế thì tốt nhỉ, đúng không? Hay là hôm trước á, khi mà mình nói chuyện với một cô bạn người Nhật thì mình bảo là ở Việt Nam chúng mình có thói quen ngủ trưa ấy, thế cô ấy bảo gì nhỉ? Iina, Nihon ni mo hirune no shūkan ga dekita ra ii no ni. Nghĩa là gì mọi người nhỉ? Ôi thích thế, giá mà ở Nhật cũng có cái thói quen ngủ trưa thì tốt biết mấy. Đó nhá. Thì mình thấy đây là một cách sử dụng rất là hay của no ni, các bạn nhớ mang ra sử dụng nhá. Số 11 nhá, là so desu. Nhưng mà so này thì không phải là nghe nói cái gì đó nữa, mà so này mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Trông có vẻ là thế nào đó. Kết hợp là gì đấy? Động từ cộng trực tiếp với so, chúng ta bỏ mas đi nhá. Thì đây một cái cách dùng mà khi mà mình nhìn thấy một cái điều gì đó, mình đưa ra cái dự đoán nào đó nhá, dự đoán nào đó, ở trông có vẻ thế nào đó. Ví dụ như là khi mà bạn mình làm một cái túi rất là đẹp, đúng không? Mình nhìn thế là bạn hỏi mình là gì nhỉ? Trông thế nào thì mình bảo gì nhỉ? Design mo ii desu ne. Netto toka de uresou desu yo. Câu này là gì đấy? Là ôi, trông cái gì nhỉ? Trông cái thiết kế cũng được đấy cậu. Có khi là gì nhỉ? Trông có vẻ là sẽ có thể bán chạy được ở trên gì đấy, ở trên mạng đấy, đúng không? Netto toka de uresou desu yo. Hay là khi mà mình nhờ vả đối phương á, mà mình đưa ra một cái lời nhờ nó hơi khó cho đối phương một chút thì mình có thể nói gì nhỉ? Muriso nara zenzen ii dakedo. Câu này là gì nhỉ? Nếu như mà có vẻ mà khó cho cậu quá thì không sao đâu nhá. Cậu từ chối cũng được, không sao đâu nhá. Đó, muriso nara nhé. Vừa nãy mình nói là động từ thôi đúng không? Nó kết hợp cả với danh tính từ như vậy đó mọi người nhá. Muriso nara zenzen ii dakedo ne. Hai thì đó là so, và mình trong những cái quan sát của mình thì mình thấy cái so này nó được dùng rất là đa dạng ở trong giao tiếp như vậy, các bạn có thể tham khảo nhé. Tiếp tục một ngữ pháp ở trong N4 nhé mọi người nhá, nhưng mà dùng rất là hay nhá. Đó là gì nhở? Đó là động từ hoặc là tính từ cộng với sugiru. Các bạn nhìn cho mình cái cách kết hợp của nó nhá. Động từ bỏ mas cộng với sugiru, tính từ đuôi i bỏ i cộng với sugiru, và tính từ đuôi na thì cộng trực tiếp với sugiru nhá. Thì mình sẽ dịch là quá thế nào đó. Ví dụ như là gì nhỉ? Ví dụ như là nóng quá, quá nóng sẽ là gì nhỉ? Atsu sugiru. Vietnam wa hiruma wa atsu sugiru kara anmari ugokitaku nai desu yo. Nghĩa là gì nhỉ? Ôi dồi ôi, Việt Nam á, ban ngày nóng lắm, thế nên là gì nhỉ? Mình không muốn gì nhỉ? Không muốn hoạt động cho lắm. Hay là một ví dụ với động từ nhá. Động từ thì mình có rất là nhiều đúng không? Nomisugiru, tabesugiru, hay là arisugiru là gì mọi người nhỉ? Là có quá nhiều đúng không? Demo takusan arisugite dore ga ii no ka wakaranakute. Là gì nhỉ? Ôi dồi ôi, nhưng mà có nhiều quá thì nên là mình không biết là cái nào thì ok á. Đó nhá, takusan arisugite. Ok mọi người. Đó nhá, thì mình sẽ cùng nhau đi tiếp nhá. Ngữ pháp số 13, nani o sureba ii desu ka? Là gì mọi người nhỉ? Chúng ta có ngữ pháp là gì nhỉ? Từ để hỏi cộng với gì đấy? Động từ chia thể điều kiện, và trong cái câu là gì nhỉ? Ii desu ka? Đúng không? Nên làm gì thì được. Đó, nani o sureba ii desu ka? Đúng không? Trong trường hợp này tôi nên làm gì thì được á? Hay là gì nhỉ? Hay là cũng trong câu hỏi nhưng mà mình lồng ghép trong câu nó khó hơn một chút nhá. Nani o sureba ii ka o meiru de okutte itadakemasen ka? Câu này là gì đấy? Cậu có thể gửi cho tớ bằng mail xem mà tớ nên làm gì thì được không nhỉ, đúng không? Nani o sureba ii ka o. Ok, meiru de okutte itadakemasen ka. Đó nhá. Thì rồi, ngữ pháp này thì quen thuộc quá rồi đúng không? Nhưng mà cái tần suất sử dụng của nó rất là nhiều đấy, các bạn nhớ mang sử dụng nhá. Số 14 sẽ là hai cách sử dụng của mitai mọi người nhá. Cách kết hợp thì các bạn cứ nhìn ở trên bảng cho mình, được chưa nào? Cách sử dụng đầu tiên của nó, các bạn sẽ để cho mình nó mang ý nghĩa là hình như hoặc là dường như, thể hiện cái suy đoán của người nói nhá. Ví dụ như là gì nhờ, bây giờ mình đi in đúng không, in sử dụng máy in đi nhưng mà thấy nó không in ra được thì có vẻ như hết mực chẳng hạn, thì mình sẽ có thể nói với cả người phụ trách là gì nhờ. Jimusho no printer nan desu kedo inku ga kirechatta mitai de
là gì nhỉ? 기대했다みたい đấy, dường như là gì nhỉ? In cước là hết mực rồi đúng không? À, anh ơi đúng không? Cái gì nhỉ? Cái máy in của công ty à, của văn phòng ấy hình như là hết mực rồi hay sao á? Đó. Hoặc là bây giờ ví dụ mình tìm hoài không thấy cái ví của mình đâu đúng không? Chưa chắc chắn là nó mất nhưng mà mình cũng có thể dự đoán gì nhỉ? Dường như là nó mất rồi hay sao ấy? Thế là gì nhỉ? Sẽ là 実は財布を落としてしまったみたいですね. Ờ là gì ấy nhỉ? Ôi hình như là mình làm rơi mất cái ví rồi. Đó thì cái từ mitai trong trường hợp này là đưa ra cái suy đoán, tức là mình không chắc chắn nó đã xảy ra như vậy, thì nhưng mà mình đoán hình như là như thế nhá. Đấy, thì đó là mitai đầu tiên. Thế còn cái mitai tiếp theo này các bạn để cho mình nhá. Một cái câu rất là quen thuộc, otona mitai desu ne. Nhìn một cái đứa con bé xâm nhà mình mà hôm nay nó ăn mặc khỉn chu hoặc là gì nhỉ, nó tự nhiên nó chăm chỉ bất thường ấy mọi người, rất là ngoan ngoãn lễ phép à, gọi là gì nhỉ, giúp mẹ dọn dẹp các thứ, trông những người lớn đúng không? Ồ, otona mitai desu ne là gì nhỉ? Ôi trông có những người lớn đấy nhỉ. Đó. Sang ngữ pháp số 15 thì mình sẽ thay đổi không khí một chút mọi người nhá. Rồi, ngữ pháp số 15 của mình sẽ là ngữ pháp đó là yoni. Thì với cái ngữ pháp này mình sẽ chia làm hai cách sử dụng nhá, hai cách sử dụng thường gặp. Cách sử dụng đầu tiên đó là video nhị hoặc là venai yoni, nó đứng ở giữa câu ấy mọi người nhá. Thì chỗ này mình sẽ dịch là gì nhỉ? Để thế nào đó hoặc là để không thế nào đó, và đằng này sẽ là gọi là đằng sau mình thực hiện một cái hành động gì đó để hướng tới một kết quả tốt đẹp nào đó. Ví dụ như là gì nhỉ? Tsugi kara wa kono yō na koto ga nai yō ni kiyotsukemasu. Rồi các bạn thấy không? Kiyotsukemasu là gì nhỉ? Là chú ý làm cái gì đó. Mình học rất là nhiều từ vựng trong những cái ví dụ rất là đa dạng đúng không nào? Mình sẽ chú ý để không xảy ra cái việc như thế này nữa từ lần sau đúng không nào? Tsugi kara wa kono yō na koto ga nai yō ni. Ok chưa? Thì đó là cách sử dụng đầu tiên của yō ni nhá. Cách sử dụng số 2 vẫn là video ni hoặc là venai yō ni, nhưng mà nó đi trực tiếp với cả động từ là yu đằng sau, là nói, bảo ai đó làm cái gì đó hoặc là bảo ai đó không làm cái gì đó. Thì mình sẽ có thể có những ví dụ như sau này. Rin-san ni wa zenbu keshita ka kakunin suru yō ni ittan desu kedo. Thì ví dụ trong văn cảnh như là gì nhỉ? Là cái cô này nói với cả sếp rằng là gì nhỉ? Hôm qua thì em đã bảo với bạn Linh là trước khi về thì hãy xác nhận xem là đã tắt hết điện chưa đúng không? Thì mình sẽ có thể hiểu trong cái văn cảnh như vậy nhá. Kakunin suru yō ni ittan desu ne. Đó nhá. Thì là nói hãy làm gì đó, bảo ai đó hãy làm gì đó nhá. Hay thì đó là ngữ pháp yō ni, và chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nha. Số 16 chúng ta vẫn có yō nhưng mà mình sẽ tách ra cho các bạn dễ học nhá. Đó là yō ni naru desu ne. Đó là trở nên thế nào đó, thì thường sẽ là trước cái yō sẽ là những cái động từ mà chia thể khả năng hoặc là những cái động từ thể hiện năng lực nhá. Một ví dụ như là gì đấy, khi mà mình thấy con bé nào nói tiếng Nhật giỏi quá đúng không? Mình bảo là gì nhỉ? Mày học tiếng Nhật ở đâu vậy? Nó bảo là gì nhỉ? À, dokugaku. Dokugaku là gì mọi người? Là tự học đúng không? Thì mình sẽ nói là gì đây nhỉ? Hey, dokugaku de sonna ni jōjū ni dekiru yō ni naru nda. Ôi rồi ôi, bằng việc tự học mà giỏi được như thế à đúng không? Dekiru yō ni naru là gì nhỉ? Trở nên có thể thế nào đó đúng không? Một là động từ thể khả năng hoặc là những cái động từ thể hiện năng lực, ví dụ như dekiru yō ni naru. Ok. Tiếp theo số 17 chúng ta vẫn có yō nhưng mà chỗ này sẽ là yō ni suru desu ne, không phải là yō ni naru nữa. Các bạn nhớ thay cho mình động từ là suru desu ne. Vedo yō ni suru, venai yō ni suru. Mình sẽ dịch là gì nhỉ? Cố gắng để thế nào đó hoặc là cố gắng để cho không thế nào đó. Ví dụ này. Kongo wa checklist o tsukutte misu ga nai yō ni shimasu. Là gì nhỉ? À, từ lần tới thì em sẽ tạo ra những cái checklist để mà không gì đấy, không có lỗi nữa nhá. Miss cả nai yō ni. Ok. Hay là gì nhỉ? Hay là một cái ví dụ mà vừa nãy ở trong cái ví dụ node chúng ta đã gặp rồi đấy, các bạn nhớ lại ví dụ này cho mình nhá. Đó là gì đấy? Kusuri wa amari nomitaku nai node, jikan o mitsukete undō suru yō ni shite mimasu. Là gì đấy? Undō suru yō ni shite mimasu. Tôi sẽ thử cố gắng là gì nhỉ? Vận động xem sao nhá. Hãy thì đó là yō ni suru hoặc là nai yō ni suru, cố gắng làm gì đó hoặc là cố gắng không thế nào đó nhá. 18 thì đây là một ngữ pháp của N4 đó mọi người ơi, nhưng mà họ dùng nhiều quá nên mình cũng cho vào cái list danh sách những ngữ pháp thường dùng nhá. Đó là gì nhỉ? Video to omoimasu là tôi định thế nào đó nhá, diễn tả cái ý định, cái ý chí của bản thân mình. Jitsu wa diet o hajime yō to omotte iroiro shirabete iru desu. Là gì nhỉ? Thật ra là tôi đang muốn ăn kiêng giảm cân đấy, thế nên là gì nhỉ? Tôi đang tra cứu tìm hiểu rất là nhiều. Shiyō to omotte, hoặc là hajime yō to omotte.
Đó, đó nhá, đấy câu này. Hay thôi thế thôi nhỉ, cái câu này của ngữ pháp 14 thì nó rất là dễ, mình sẽ đi luôn nhá, cho các bạn đỡ mất thời gian nha. Tiếp theo ngữ pháp số 19 thì các bạn sẽ có thể dùng cái ngữ pháp này trong những cái trường hợp khi mà các bạn muốn xác nhận lại những cái thông tin mình đang nghe, xem mà như vậy có đúng không. Đó là gì nhỉ? Tối ưu cô tổ đại nhé. Thì mình sẽ hiểu là gì nhỉ? À, tức là thế này đúng không ạ? Đúng không? Thì mình hiểu như cái câu vừa nãy mình nói đó là gì nhỉ? Xác nhận lại những cái thông tin mình đã nghe lại một lần nữa. À, có nghĩa là như thế này nhỉ, đúng không? Ví dụ khi một cái văn cảnh ở đó mình nghe người một cái thợ lắp wifi đúng không? Họ đã diễn giải rất là nhiều về cái gói cước chẳng hạn, thì mình có một cái thông tin mình hiểu được từ cái những gì mà người ta nói gì nhỉ? Vậy có nghĩa là nếu mà tháng 3, tháng 4 đúng không? Thì tôi sẽ có thể thay đổi cái gói miễn phí đúng không ạ? Thì cái câu này mình thấy trong sách này họ dùng rất là hay này. Đó là gì nhỉ? つまり 3月と 4月なら無料でプランを変えられるということですか？Là gì nhỉ? À vậy thì nói tóm lại gì nhỉ? Tức là gì đấy? Là tháng 3, tháng 4 thì mình sẽ có thể thay đổi cái gói miễn phí đúng không ạ? Đúng không nào? Kaedareru ということですか? Đó nhá. Khi mà mình muốn xác nhận lại cái thông tin với đối phương vừa nói với mình, xem mà đúng hay không nhá. Ngữ pháp số 20 đó là gì nhỉ? Ngữ pháp số 20 rất rất đơn giản nhá. Đó là danh từ cộng với nhị suru. Mình sẽ có ý nghĩa gì đấy? Là mình chọn, đúng không? Chọn cái danh từ đó, mình quyết định lựa chọn cái nó. Tức là mình đưa ra một cái sự lựa chọn, đưa ra một cái quyết định gì đó. Thì cái chỗ danh từ này các bạn hiểu cho mình nhé. Ngoài những cái danh từ đơn ra thì mình sẽ có thể hiểu là những cái cụm danh từ mà nó xuất phát từ động từ với được cô tổ nhị shimasu ne. Đó thì mình hiểu là quyết định hay chọn cái gì đó nhá. Ví dụ đơn giản là gì đấy? Gozen to gogo dochira ni shimasu ka? Vậy thì buổi sáng hay buổi chiều gọi là gì nhỉ? Anh chị chọn bên nào thì được đúng không? Dochira ni shimasu ka? Tức là chọn quyết định. Đó, hay là một câu khó hơn nhá. Dekireba getsuyoubi ni shite itadakereba arigatai n desu ga. Là gì nhỉ? Là nếu như mà có thể mà anh chị gọi là chọn sang vào ngày thứ hai thì sẽ rất là tốt cho em, đúng không? Em rất là cảm ơn, đúng không nào? Thì là getsuyoubi ni suru desu ne. Getsuyoubi ni shite itadakereba. Ok chưa nào? Đó là ngữ pháp số 20 nhá. Rồi các bạn nghỉ giải lao một tí nhá. Ngữ pháp số 21 đó là veta hō ga ii hoặc là venai hō ga ii. Cái này chúng ta đã quá quen với N4 rồi đúng không nào? Đó là gì nhỉ? Khi mà mình muốn đưa ra lời khuyên cho đối phương là nên làm gì hoặc là không nên làm gì. Ví dụ như là mình khuyên bạn mình là khi mà trước khi ngủ thì không nên xem điện thoại hay là xem TV chẳng hạn, thì mình sẽ có thể nói là gì nhỉ? Nei đứng mai wa keitai ya terebi wa minai hō ga ii desu yo. Là gì nhỉ? Là trước khi ngủ thì cậu không nên xem gì nhỉ? TV hoặc là điện thoại đâu nhá. Nei đứng mai wa keitai ya terebi wa minai hō ga ii desu yo. Là gì đấy? Là trước khi ngủ thì cậu không nên xem điện thoại hoặc TV gì cả đâu nhá. Đó, nhớ nhá. Venai hō ga minai hō ga ii desu. Đó là không nên làm gì đó. Còn nên thì sẽ là gì nhỉ? Veta hō ga ii desu ne. Hay thì đó là ngữ pháp rất là quen thuộc của N4 rồi đúng không? Ngữ pháp số 22 là một cách nói mà chúng ta có thể dùng để liệt kê ấy, mọi người, liệt kê danh từ hoặc là liệt kê những cái hành động dùng dạng động từ chia thể thường nhá. Thì đó là gì nhỉ? Đó là toka ne, toka toka. Mình N4 thì mình có CC chẳng hạn đúng không? Nhưng mà các bạn nhớ thêm cho mình là văn nói rất là hay dùng toka nhá. Thì chúng ta có thể ví dụ như là mình thấy con bé trông nó gì nhỉ? Trông nó rất là mệt mỏi, ốm yếu đúng không? Có rất là nhiều những biểu hiện của sốt chẳng hạn, thì mình sẽ có thể nói là gì nhỉ? Netsu toka kinnikutsu toka wa arimasu ka? Cậu có bị gì nhỉ? Bị sốt hay là bị đau cơ gì không? Đó. Hoặc là một cái ví dụ như là khi mà mình đi du lịch đúng không nào? Bây giờ mình làm mất luôn cả một cái túi mà đựng rất là nhiều, nào là hộ chiếu, nào là ví đúng không? Thì mình có thể nói là gì đấy? Passport とか財布とか全部そのカバンに入っていたんで本当に困ってしまって。là gì đấy nhở? Ôi dồi ôi, cả passport, hộ chiếu, cả ví đều ở trong hết cái túi đó rồi, nên là thực sự đang rất là đau đầu đây, đúng không nào? Các bạn thấy không? Passport とか財布とかですね。Đó, liệt kê. Mình đưa ra những cái liệt kê như vậy nhá. Hay thì đó là ngữ pháp số 22 nhé mọi người nhá. Rồi, ngữ pháp tiếp theo. Thực ra là định nghỉ một chút nhưng mà bạn cameraman bảo là cô ấy luôn luôn đi vấn đề máy này để ép mình quay đấy. Đấy.
Ngữ pháp tiếp theo đó là rashi mọi người ạ. Nhưng mà rashi này sẽ là rashi nghe nói nhá. Cái rashi thì thậm chí nó còn được sử dụng nhiều trong văn nói hơn cả show ấy mọi người. Cái kết hợp thì các bạn có thể nhìn trên bảng cho mình nhá. Thế còn ví dụ nhá, ví dụ như là gì đây ta? Ví dụ như là mấy hôm nay đúng không? Hà Nội giữa tháng 12 mà trời lại nóng như là mùa hè mọi người. Nhưng mà đứa bạn bảo là gì nhỉ? Ồ, nhưng mà nghe nói hình như là nghe nói là gì nhỉ? Sang tuần sau trời sẽ trở lạnh đấy đúng không? Đấy, super. Samuku naru rashi desu yo. Là gì nhỉ? Nhưng mà nghe nói là tuần sau trời sẽ lạnh đấy. Hoặc là này mày ơi, nghe nói là gì nhỉ? Xung quanh đây là sắp chuẩn bị là có cái cửa hàng cà rê nó khai trương đấy đúng không? Mô sugu kono chikaku ni kare ya san ga dekiru rashi desu yo. Là gì nhỉ? Này nghe nói là ở khu gần đây là sắp có cửa hàng cà rê đúng không? Nó khai trương đấy nhá. Ấy thì đó là rashi trong văn nói với cái nghĩa là gì nhỉ? Nghe nói thế nào đó nha. Tiếp theo là ngữ pháp kato omotta. Đây là một cái ngữ pháp mà mình rất là thích mọi người ạ. Là cứ tưởng là cứ tưởng thế nào đó, thế nhưng mà thực tế lại không phải như vậy. Với cái câu này thì mình có thể rút một vài ví dụ trong cái quyển này ra nhá. Các bạn sẽ cùng với mình đọc nhá. Ê, mada 1 nen han nan desu ka? Mō nan nen mo Nihon ni sunde iru no ka to omoimashita. Là gì nhỉ? Mới có 1 năm thôi à? Anh cứ tưởng là em đã ở Nhật phải được nhiều năm rồi chứ đúng không? Mō nan nen mo Nihon ni sunde iru ka to omoimashita. Hay một cái ví dụ khác này. Ê, jibun de hontou ni お店で買ったのかと思いました。すごいですね。 Các bạn đọc câu này lên các bạn sẽ tưởng tượng cái văn cảnh gì nhỉ? Ví dụ đứa bạn làm hôm nay làm cái bánh ăn đúng không? Thế là mình người Nhật thì rất là hay có cái thói quen gọi là khen đúng không? Chúng ta gọi là hay nhiều lúc nghĩ là người Nhật thảo mai ấy, nhưng mà đôi khi là những cái lời khen mà nó mang tính chất thật lòng như cái câu này thì các bạn sẽ thấy là gì nhỉ? Nó rất là dễ lấy lòng người khác, các bạn nghe lại nhá. Các bạn tưởng tượng là gì nhỉ? Hôm nay mình nấu bánh cho bạn đúng không? Bạn đến ăn thử, ăn thì rất là ngon, xong bạn bảo hế? Cái gì? Thật á? Tự cậu làm á? Tớ cứ tưởng là cậu mua cửa hàng đấy. Omise de katta no ka to omoimashita. Là gì nhỉ? Tớ cứ tưởng cậu mua ở làm đấy. Sugoi desu ne. Ôi trời ơi, cậu đỉnh thế đó. Thì một cái câu lời khen nhá, không phải thảo mai nhá. Rất là gì nhỉ? Rất là chân thành như này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng, áp dụng vào cuộc sống của mình nhá. Đấy, rồi thì đó là ngữ pháp katta omoimashita ne, chưa thể quá khứ nhá. Cứ tưởng là. Ngữ pháp số 25 đó là thể quá khứ cộng với sự nhỏ thêm ke mọi người nhá. Ngữ pháp này chúng ta sẽ có thể dịch là gì nhỉ? Có phải thế nào đó không nhỉ? Tức là khi mà mình gọi là xác nhận lại một cái điều mà mình không nhớ rõ cho lắm nhá, không nhớ rõ là cho lắm. Ví dụ như là gì đấy? Đấy, nani ka yotei atta ke. Các bạn nghe được không ạ? Nani ka yotei atta ke arimashita desu ne. Atta ke desu ne thì mình có cái hẹn, mình có cái lịch gì ấy nhỉ? Tức là mình không nhớ rõ chính xác là gì nhỉ, là hôm nay mình có cái lịch trình gì đúng không, thì mình gọi là kiểu ôm đầu suy nghĩ đúng không, hôm nay mình có cái lịch gì nhỉ. Hay là ví dụ này, Hà-san, 次 の発表って私でしたっけ? Câu này nghĩa là gì nhỉ? Này Hà ơi, có phải là cái buổi sau là buổi thuyết trình sau ấy là tớ đúng không nhỉ? Watashi deshita ke. Đúng nào? Thì cái ke này thì sẽ dùng trong những cái câu, những cái lúc mà mình gọi là không nhớ rõ về những cái điều mà mình chuẩn bị nói đúng không? Nên là mình gọi là có thể tự hỏi một mình hoặc là hỏi đối phương, nhưng mà mang tính rất là thân tình như vậy nhá, thân mật như vậy. Đó là thể quá khứ cộng với kệ, ok, sự nhỏ thêm kệ. Hay, đó là xong ngữ pháp số 25. Số 26, các bạn ơi, chúng ta đi được hơn 2/3 chặng đường rồi, cố lên nhá. Sắp về đích, phải nhớ lần này, nhớ rất là nhiều những cái ngữ pháp dùng trong cuộc sống hàng ngày đúng không? Ngữ pháp số 26 đó là danh từ cộng với tối ye ba. Mình dễ hiểu là gì đấy, nhắc đến cái danh từ đấy thì gọi là gì nhỉ, chúng ta nhớ ra chuyện gì đó thì mình có thể là gì nhỉ, nói mới nhớ đúng không, nói về cái này thì mới nhớ ra rằng là thế này. Ví dụ như là bikkuri shita koto to ieba watashi mo kono mae bikkuri shita koto arimashita yo. Ví dụ như là có ai đó hỏi mình là gì nhỉ, dạo này có cái chuyện gì mà cậu thấy bất ngờ không đúng không? Bikkuri shita koto to ieba, nếu mà nói về những cái chuyện mà gọi là tớ đã bất ngờ đúng không, thì watashi mo kono mae bikkuri shita koto arimashita yo. Nếu mà nói về cái chuyện mà tớ gì nhỉ, tớ bất ngờ thì đúng là gì đấy, hôm nọ tớ cũng có một chuyện bất ngờ thật, xong bắt đầu mình kể ra đúng không? Đó thì đây là một cái cách nói rất rất văn nói mọi người ạ. Nếu mà nói về cái này thì mình nhớ ra cái điều gì đó và mình bắt đầu kể về nó nhá. Những cái chủ đề mà liên quan đến cái danh từ đấy. Ok chưa nào? Đó là ngữ pháp số 26. Tiếp theo ngữ pháp số 27 đó là veru koto ni naru hoặc là venai koto ni naru. Thì các bạn hiểu cho mình như này nhé. Koto ni naru nghĩa là gì nhỉ? Trở thành một cái điều gì đó. Thế thì mình sẽ hiểu cái câu này sẽ đưa ra những cái thông tin, những cái điều, những cái mà nó đã là kết quả của một cái quyết định hay một cái thỏa thuận nào đó. Nó đạt được đến cái trạng thái như vậy. Ví dụ như là gì đấy? Ví dụ như là sore de
少し安くアパートを借りられることになったんです。Nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là ví dụ như mình đi thuê phòng đúng không? Thuê căn hộ đấy thì mình thỏa thuận với người ta rất là nhiều. Thế cuối cùng là gì đấy? Dẫn đến một cái kết quả là gì nhỉ? Cuối cùng là mình đã có thể thuê được cái gì đấy? Cái căn hộ đó với một cái giá nó 少し安いですね. Nó hơi rẻ một chút. Đó thì các bạn nhớ cho mình nhá. Về được ことになる hoặc là về ないことになる diễn tả một cái trạng thái của một cái kết quả đạt được sau một cái quyết định hoặc một cái thỏa thuận nào đó nhá. Hay, đó là ngữ pháp số 27. Chúng ta cùng nhau bước sang ngữ pháp số 28 nhá. Ngữ pháp tiếp theo đó là thể thông thường cộng với nante nha. Thì cái này mình sẽ có thể dịch là cái việc mà, cái thứ mà. Ờ, và các bạn để cho mình nha, cái vế sau của cái việc, cái thứ đấy á, thì nó sẽ thường là chúng ta sẽ đưa ra một cái đánh giá nào đó nhá. Đánh giá ví dụ như là 1 năm han de konna ni jōzu ni hanaseru nante sugoi desu yo. Là gì nhỉ? Ôi giời ơi, cái việc mà mới có một năm mà cậu có thể nói được như vậy đúng không? Giỏi được như thế này thì tức là giỏi lắm rồi đấy. Ừ, chấm chấm đúng không? Hanaseru nante sugoi desu yo. Các bạn nhớ nhá, cái vế sau nó luôn luôn là đưa ra một cái đánh giá nào đó. Ok chưa nào? Hay thì đó là ngữ pháp số 28. Tiếp theo đó là ngữ pháp số 29 nhá. Ngữ pháp số 29 là một cách nói có thể là cũng rất là quen thuộc với các bạn rồi đấy. Đó là gì nhỉ? Okage de, hoặc là cuối câu sẽ là gì nhỉ? Okage desu là gì đấy? Nhờ có thế nào đó. Đây là cái cách nói khi mà chúng ta muốn thể hiện cái sự biết ơn của mình với người khác nhá. Arigatou gozaimasu. Mawari no minasan no okage desu. Đúng không nào? Là sẽ làm. Ờ, tôi rất là cảm ơn đúng không? Cái này là tất cả là nhờ tất cả mọi người xung quanh tôi đúng không? Đã giúp đỡ tôi chẳng hạn. Mawari no minasan no okage desu. Đó là ngữ pháp số 29 nhá. Ngữ pháp số 30 mà mình nốt ra đây đó là ngữ pháp tame, né? Mang ý nghĩa là để hoặc là vì, diễn tả hai cái lý do đúng không? À, ở N3 thì chúng ta sẽ học cái lý do là gì nhỉ? Vì một cái nguyên nhân nào đó mà dẫn đến một cái sự việc không mong muốn ở đằng sau. Nhưng mà cái nghĩa còn lại đó là nghĩa mà nó mang tính chất tích cực ấy, khi mà gọi là để hướng đến một cái mục tiêu nào đó. Thì chúng ta đã học ở N4 rồi, thì các bạn sẽ nhớ cho mình là gì nhỉ? Ví dụ như là Nihon ni iku tame Nihon go benkyou shite imasu. Tôi đang học tiếng Nhật để mà đi Nhật. Đó thì là mang cái nghĩa là gì nhỉ? Để đạt được một cái mục tiêu nào đó. Được chưa nào? Thế còn một cái ví dụ mà mang ý nghĩa là vì ấy, mọi người, thì các bạn sẽ thấy là cái trường hợp sử dụng của nó sẽ hơi trang trọng một chút. Ví dụ như là Jiko no tame densha ga tomatte imasu, là tàu đang phải dừng vì gì đấy nhỉ? Vì xảy ra tai nạn chẳng hạn nhá. Thì nó có hai nguyên nhân, hai cái cách sử dụng của từ tame như vậy. Một là vì một mục tiêu và hai là vì một nguyên nhân nào đó. Các bạn nhớ cái này nhá. Tiếp theo ngữ pháp số 31 đó là danh từ cộng với tối ưu nó ạ, hoặc là danh từ cộng với chữ nhỏ thêm t cộng với ưu nó ạ, tức là cái chỗ mà chữ nhỏ t nó sẽ thay cho cái từ tố chỗ này mọi người nhá. Thì cái này nó sẽ thường đứng ngay sau cái chủ đề của câu văn, và cái chủ đề này sẽ là cái chủ đề mà bây giờ người ta sẽ mang ra giải thích ý nghĩa của nó là gì nhá. Ví dụ khi mà mình nói về cái câu chuyện là giới thiệu Việt Nam có món bún chả chẳng hạn, mà người ta vẫn không biết món bún chả là gì, thì mình sẽ có thể đưa ra một cái giải thích như này này. Cái này mình sẽ đọc ở trong này nhá. Bún chả teiyu no wa Vietnam hokubu no yume na men ryo nan desu kedo, men wa nihon no soumen to niteite taberu toki ni retasu to yaeta butaniku to issho ni tsuke dare ni tsukete taberun desu. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Bún chả nó là cái món thế nào đó nhá. Mình đưa ra cái giải thích ý nghĩa cho cái món bún chả đấy nhá. Bún chả tê yêu nó ạ. Món bún chả là một cái món mì rất là nổi tiếng của miền Bắc Việt Nam đúng không? Và cái sợi mì thì nó sẽ giống cái sợi mì somen của Nhật Bản đúng không? Và khi mà chúng ta ăn ấy, thì chúng ta sẽ thường là gì nhỉ? Ăn cùng với cả rau xà lách và thịt lợn mà đã nướng rồi đúng không? Rồi chúng ta chấm vào nước chấm rồi ăn. Đó thì khi mà mình muốn đưa ra giải thích định nghĩa cho một cái chủ thể nào đó, các bạn nhớ dùng cái này nhá. Trong văn nói thì sẽ dùng là từ nhỏ cùng với teyu no wa, còn trong văn viết thì sẽ dùng là tuyu no wa nhiều hơn nhá. Tiếp theo mẫu ngữ pháp số 32 đó là liên quan đến thori ni. Cách kết hợp là veru veta cộng với thori ni, danh từ no thori ni. Còn trường hợp mà danh từ đứng trực tiếp với thori ni, chúng ta sẽ đổi biến âm một chút nhá, là danh từ dori ni nhá. Thì cái này mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Làm cái gì đó theo đúng như cái vế trước của thori. Ví dụ như là khi mà mình muốn nói chuyện về người Việt Nam khi mà khác gì với người Nhật chẳng hạn, thì mình có thể nói một cái câu là gì nhỉ? Ví dụ như là người Việt Nam chúng mình thì rất là thoải mái với cả thời gian đúng không? Thế nên là cũng có nhiều lúc là gì nhỉ? Không đến theo đúng hẹn, đúng lịch đúng không? 時間通りですね. Là cũng không sao cả.
Thì trong cái câu này mình sẽ gợi cho các bạn một cái cách dùng từ rất là hay, đó là thoải mái với thời gian. Đó là gì nhỉ? 時間に Oraka, oraka này nó sẽ là tính từ đôi nam mọi người nhá. Việt Nam では minna jikan ni oraka nanode jikan dori ni konakutemo daijoubu na toki mo oi desu. Là gì nhỉ? À, người Việt Nam thì rất là thoải mái với thời gian ấy, thế nên là cũng có nhiều lúc mà không cần phải đến đúng theo giờ giấc cũng không sao cả nhá. Jikan dori ni konakutemo daijoubu. Ngữ pháp số 33 là một cái ngữ pháp mà cũng trong N4 và mình thấy cái tần suất sử dụng nó cực kỳ nhiều, các bạn thấy không? Ngữ pháp của N4, N3 là những cái ngữ pháp mà được dùng rất là nhiều trong văn nói mọi người ạ. Ừ, thì cái ngữ pháp mà mình đang định nói ở đây đó là cái ngữ pháp yoda, thể hiện cái suy đoán của người nói đúng không? Ví dụ khi mà mình đi đến nhà đứa bạn đúng không? Và thấy là hôm nay đèn tắt, tắt điện hết, thế nên mình có thể đưa ra cái suy đoán rằng tăng là gì nhỉ? Ồ, dường như hay hình như có vẻ như là trong nhà chả có ai đúng không? Daremo inai yo desu ne. Đó đúng không? Thể thông thường cộng với yo desu, đưa ra cái suy đoán của bản thân mình như vậy nhá. Suy đoán là gì nhỉ? Suy đoán này nó xuất phát từ những cái mà chúng ta gì nhỉ? Nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy, tức là xuất phát từ những cái gọi là những cái cảm giác ở trên người mình cảm nhận được. Tiếp theo số 34 là một cái ngữ pháp mà nghe qua thì có vẻ quen, thế nhưng mà cách dùng nó sẽ hơi khác một chút, đó là tsumori da ne. Với cái cách dùng mà hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn thì nó mang ý nghĩa là gì nhỉ? Cứ ngỡ rằng đã thế nào đó, thế nhưng mà nhá. Mình cứ tưởng rằng là như vậy, thế nhưng mà trên thực tế lại không làm được như vậy. Thì ví dụ như là gì nhỉ? Ông sếp bảo với nhân viên rằng là hôm qua đi về đã kiểm tra xem bạn đã tắt hết đèn điện các trong phòng chưa đúng không? Thì bạn này bạn bảo là gì nhỉ? Yoku kakunin shita tsumori dattan desu ga. Nè, em cứ ngỡ là mình đã kiểm tra rất là kỹ rồi đúng không? Dekite inakatta yo desu ne. Ờ, thế nhưng mà có vẻ như vẫn chưa ok cho lắm nhỉ, đúng không? Thì tức là mình cứ tưởng là mình, đúng không? Kakunin shita tsumori dattan desu ne. Mình cứ tưởng là mình đã xác nhận rồi, thế nhưng mà có thể là mình chưa xác nhận hết chẳng hạn. Đó, thì cái chỗ này là đưa ra một cái gọi là những cái điều mà bản thân người nói tin là như vậy, thế nhưng mà trên thực tế nó không xảy ra như vậy. Nhá, thì thực ra cái liên quan đến tsumori này nhá, hôm trước thầy Dũng ấy có một cái clip dạy rất là kỹ về toàn bộ những cách dùng rất là mới lạ của tsumori rồi, thì các bạn sẽ có thể tham khảo ở cái clip này cho mình nhá. Còn ở trong này thì mình chỉ rút ra một cái ý rất là nhỏ mà mình cảm thấy rằng là trong giao tiếp họ rất là hay sử dụng nhá. Bản thân cái người nói tin là đã làm như vậy, thế nhưng trên thực tế thì không phải nhá. Hay thì đó là ngữ pháp số 34. Cuối cùng chúng ta đến ngữ pháp cuối cùng là ngữ pháp số 35, đó là mama nè. Không phải là mama là mẹ nhá, đó là veta mama. Về cách kết hợp thì các bạn nhìn trên bảng cho mình nhá. Thì về cái nghĩa mà hôm nay chúng ta cùng nhau nói chuyện thì sẽ là cái nghĩa mà mang ý nghĩa là cứ nguyên như vậy đúng không? Cứ vẫn như thế đúng không? Ví dụ như là kono hen wa mukashi no mama desu ne. Là cái khu vực này nó vẫn như ngày xưa ấy nhỉ. Đúng không nào? Hay là Okasan wa kirei na mama desu ne. Là gì nhỉ? Mẹ tôi vẫn đẹp nguyên như vậy đúng không? Ize a mukashi to onaji yo ni desu ne. Kirei na mama desu. Hoặc là một ví dụ với động từ nhá. Xem nó có ví dụ gì nhỉ? Ví dụ như là hôm qua mình đi ra ngoài đúng không? Và khi mình đi ra ngoài thì denki ga tsuita mama deshita. Là gì nhỉ? Đèn điện vẫn còn bật nguyên. Đấy, thì đó là ngữ pháp cuối cùng trong cái gọi là một cái clip tổng hợp về 35 ngữ pháp trong những cái level từ N5 đến N3 mà mình thấy là rằng là cái tần suất sử dụng ở trong hội thoại hàng ngày rất rất là nhiều. Thế thì hy vọng là thông qua những cái gì mà mình đã review cũng như là đã tổng kết lại cho các bạn toàn bộ trong ngày hôm nay thì chúng ta nhớ được hết những cái ngữ pháp này, và đặc biệt là có thể học được thêm rất là nhiều những cái cách nói, những cái từ vựng hay mà mình đã lấy cho các bạn thông qua những cái ví dụ nhá. Hay, và trong năm 2024 này thì các bạn hãy cố gắng cùng với các thầy cô ở Dũng Mori, chúng ta hãy cố gắng chọn năm 2024 này là một năm để chúng ta vừa có thể gọi là gì nhỉ? Chuyển mình đi, đột phá với tiếng Nhật, vừa thi đỗ GRPT và vừa cải thiện nhiều hơn những cái kỹ năng dùng tiếng Nhật trong cuộc sống của mình nhá. Và hẹn gặp lại các bạn ở rất là nhiều những cái clip mà hay ho sắp tới. Hãy, minasan otsukaresama desu. Bye bye.